đây cẩn thận nhá. Trời đi nhỉ. Quá thật cháy hẳn. Giờ ta là chủ tịch, ta có rất nhiều tiền. Ta sẽ mừng tuổi cho bọn trẻ trâu trong làng. Hôm nay mình có nhiều tiền gì đấy. Nhưng mà em cầm một cái tờ nữa, nhưng mà em để đâu rồi ấy. Mình có chưa? Em chưa. Chị cũng chưa. Chúng nó kìa. Không biết chúng nó có nhận ra mình không nhỉ? Mình bây giờ mình đã là chủ tịch tập xoan rồi. Khá hẳn hồi xưa. Chán quá. Hôm nay mới được 2 lì xì thôi. Ê, hai đứa, như kia là thằng Nghĩa ở Đông Địa đúng không? Đúng rồi. Năm nay anh làm ăn được, anh chức chủ tịch của mấy đứa. Ê, chúng mày có nhận ra tao không? Mày ai chẳng biết. Chúng mày có nhận ra tao không? Tất nhiên rồi, mày là thằng Nghĩa ở Đông Địa đúng không? Tao là Nghĩa, chủ tịch Xoan. Chủ tịch á? Chả thế à? Đi lì xì đi ông. Nhiều lì xì lắm, chả oai à? Tao là chủ tịch tóc Xoan. Mày là con cái nhà nào? Em là Minh đây. Ngày xưa anh chơi với em mà. Mày nhớ không? Tao không quên mày. Tao không quên mày, cũng không quên chúng mày. Đúng là con mình điện rồi nhỉ. Giờ tao là chủ tịch tóc Xoan rồi đấy. Nhà giàu, nhiều tia, chú lì xì. Chúng mày đừng mà nhận vơ. Xuân với cả chủ tịch rất việc. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà giờ nó là chủ tịch nó nhiều tiền rồi. Hay mình đã xin nó đi. Ừ, đúng rồi. Xin đi. Đi. Đi, chạy. Thế ông nhiều tiền mà còn phải đi xin á? Mời đi. Nghĩa ơi, lì xì em. Nghĩa? Nghĩa cái gì mà Nghĩa? Bây giờ ta là chủ tịch rồi, chủ tịch Xoan. Chào chưa mà bảo, mà đòi. Chúng em chào chủ tịch Xoan à. Bọn này được, ngoan ấy, cái gì cũng có. Và bây giờ ấy, ta chủ tịch Xoan rồi. Đừng mà gọi Nghĩa với cái gì Nghĩa nhá. Vâng à. Chúng em biết rồi ạ. Bọn này được, ngoan, cái gì cũng có. Này, bây giờ ta chủ tịch rồi, đừng mà chào Nghĩa nhá. Được, để ba sẽ đi rồi. Mặt tên là Minh Nhóm nhỉ? Vâng ạ. Cho một tháng. Ôi trời, ít thế. Ít cái gì mà ít, biết không lấy bao nhiêu tiền không mà ít. Nhà nghèo đòi nhiều tiền, ít tiền. Cho Linh, đúng không nhỉ? Cảm ơn chủ tịch. Ừ, biết điều là tốt đấy. Chủ tịch Xoan. Nhớ em nói cho Xoan. Thôi, thế thôi. Đã nhiều tiền lì xì rồi. Thôi, ta đi nhá. Chào chủ tịch. Sao chào một tuổi thêm. Chủ tịch gì mà lì xì có mỗi một cái. Chủ tịch keo kìa đấy. Thôi, chúng ta ra kia xem lì xì. Đi. Chó này. Bác có gì? 5.000 à? Ừ, đúng rồi em. Em còn để thêm 10.000 nữa. Có mỗi 5.000. Chủ tịch gì mà keo kiệt thế? Để tưởng chủ tịch sẽ làm. Thôi chúng ta đi về. Ừ, sao không thèm chào nữa.